Em chào cả nhà. Em xin chào cả nhà. Em xin chào cả nhà. Em xin chào cả nhà. Em chúc cả nhà ngày mới được nhiều sức khỏe. Mà cả nhà thì hôm qua cũng em có coi bình luận, cũng có một bạn cũng yêu cầu em là mua bún về để nấu bún nước lèo. Thì hồi sáng này em cũng có đi chợ, em mua được một ít bún nè, với lại miếng heo quay. Ở đây thì mắm thì ba thứ. Ở đây thì có rau để hồi mình ăn kèm với bún nước lèo á. Thì ở này cũng có huyết với lại ba gọi, nấm gơm. Với lại em mua nửa con cá nữa. Thì thôi giờ em mời cả nhà vô bếp cùng mấy con cháu em nha. Lặt rau đi Dũng ơi. Ngồi ấy ấy rửa rau. Giờ vậy là anh Năm với Dũng Út lặt rau giùm ha. Rồi. Rồi để em đi mần cá nè. Dũng Út lặt rau con này, con làm con gọt cái nấm, cái núng. Gọt ba cái gom này nhúng. Nấm gom. Lát cái mình đợi gì lát cái mình xuống cái mình rửa cái mình thả cắt ra luôn ha Dũng Út ha. Đúng rồi. Núng này mà nấu nước leo, nước leo một cái ngọt tới à, nhức nách à, cũng lâu lắm rồi nè. Dạ mấy chị em phải tiệm trước vậy hả Dũng Út? Sao lúc này sao mà nói chuyện nó cà lâm mà nó nói chuyện sao mà nó lâu rồi. Hình muốn nói cái đó mà tự nhiên muốn nói lại cái tự nhiên nó quên. Mày đừng nói tao mà già nghe không hả? Mày đừng nói tao mà già không sao lúc này nó quên trước quên sau thiệt luôn. Ba gọi em cũng rửa sạch giờ em sắt ra để chút xíu mình xào đặng nấu bún nước lèo ăn có ba gọi vô nó béo nó ngon. Lúc này công nhận nắng dữ ha Dũng Út ha. Nắng giết sản luôn kìa. Nắng cháy da khô luôn. Khô à? Khô. Mà Dũng Út khô lâu rồi đâu phải mới khô này đâu mà. Ô, bây giờ khô. Khô từ trước tới giờ hả? Khô từ trước tới giờ còn cái gì nữa. Bây giờ khô thêm nữa thì... Mà chơi gần bữa nay phụ vài bữa nữa cái con đi làm hồ nữa. Cái làm hồ cái gọi xong cái phóng vô làm tiếp. Làm cả bao nhiêu ngày nữa mới gọi thôi. Thì đang làm thằng gà không biết bao nhiêu ngày thì cứ ấy thì chừng nào cái bữa nào cái anh muốn quay cái anh chạy vô à, anh nghỉ một bữa hai bữa cái anh chạy vô à. Quyết này cũng sắp cục. Bây giờ mỗi lần mình muốn nấu gì là phải có huấn luyện viên phải dịch ra mới được. Phòng viên à. Kỳ vậy. Hồi đó không có gì xem tạc ông. Vậy. Hồi đó không có gì. Quen thì nói chuyện như cái biết chỗ đầu nó muốn nó quên đầu nó đẹo lưỡi cái nó nói cái nó kéo cái nó kéo một giây vậy đó. Thịt tới nãy giờ em sắt cũng xong rồi, giờ em bắt cái nồi nước lên để mà em dạo mắm. Mình bắt bếp ga cho nó tiện. Nãy em cũng gọt rồi, em cho miếng muối nước vô, em rửa luôn. Em cho một miếng muối vô luôn. Ngâm một chút. Mình tay mình quậy cho đều, cái muối tan cái mình rửa núm luôn. Mày đeo vàng quá vậy.
nhà không có đeo trên tay mà đeo bánh giò. Lúc này bộ làm ăn không khá lắm sao mà đeo vàng dữ vậy? Vàng với bánh giò không à. Sao cho bữa nào gấp gấp đi phụ con vài bữa coi. Thì bà mà gấp thấy như vậy phụ. Mày ngại bún rồi cả nhà. Nấu mắm. Cái này nấu bún nước lèo phải có ngải này nè. Nó thơm nữa. Không có ngải bún là không ngon nha. Không ngon đúng rồi, không có ngải bún cũng ăn được nhưng mà không ngon. Ừ. Nước nó không thơm. Có ngải bún vô thơm ngon. Nãy giờ em tưởng nó củ sâm không. Tính nó hiện giờ quá nó củ sâm luôn đó. Giờ nước á nó cũng sôi vậy, giờ em cho mắm vô để mà em nấu cho nó hồi ấy nó ra rồi mình lượt. Cái này là mua mắm mắm biển với lại mắm cá sặc, mắm cá linh ba thứ mình nấu bún thì mắm nhiều quá với lại cái đủ mắm nó mới thơm mới ngon. Cho vô rồi nó dạo nấu hồi chó gã cái bắt đầu mình lượt rồi. Mắm mới cho vô là thơm rồi đó nhỉ. Lát con hãy bún này vô nữa là ngon lành luôn á. Dạ. Thêm. Nhốt biết sao này chưa ăn đúng gom không nhốt. Nó ở trong gom á. Hãy quên. Nó ở trong gom là chưa ăn đúng gom nè. Ở này mà mấy tao thử quá chứ. Xin lỗi nè. Thơm công nhận rau, mấy rau này công nhận nó thơm thiệt luôn. Nó mình rửa cái nó dính cái tay mình á. Nhất là Sơn sẵn tay rất rồi rửa rau này luôn hả Sơn? Đợi 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 con. Ông đi làm công chuyện khác hả? Núm em cũng rửa xong rồi. Nó ăn rửa rau luôn. Bắp chuối, rau muống, cây chuối. Chuối cây. Chuối cây. Cây chuối. Cắt xả hết để vô bún nước lèo cho nó thơm. Thơm chứ. Ngày nãy nó mua mắm này mắm đặc biệt á. À, Hiền hay lắm. Nói gì mắm mà mắm gì là hỏi Hiền hả? Hiền biết hết trơn. Xả này mình dập ra rồi mình cắt nó dễ quá trời dễ, nó nhuyễn sẵn thôi, nó còn bầm xương rồi. Thấy sắc xả này là một tay điêu luyện luôn á. Điêu luyện không? Điêu luyện. Trời. Nó có học sắc xả lắm thời gian. Ở đây em bắt cái nồi nước lên để mà mình nấu cái nồi bún nước lèo quá. Nhấm lửa. Cũng bắt nồi nước xong rồi, giờ mắm đó, nãy giờ bắt lên cũng sôi gã hết rồi, giờ em lượt luôn. Bây giờ em cho mắm vô đây em lượt luôn. Cho ra cái gây. Thơm quá vô mất quay. Giờ em đâm ngải bún này cả nhà rất hồi cho bỏ vô trong nồi mắm. Bún này đâm rất thơm luôn. Nó miền Tây mình nấu bún nước lèo phải có cái ngải bún này. Bắt cái chảo lên để mà em xào thịt. Bắt cái chảo lên nãy giờ cũng nóng, giờ em cho miếng dầu vô
dầu á cũng nóng rồi, giờ em cho xả vô luôn. Xả giờ cũng vàng, giờ em cho thịt vô em xào luôn, cho ba gọi vô. Nước em bắt nãy giờ nó cũng sôi rồi, giờ em cho cá vô luôn. Cái này nấu cá lóc á, thì nó ngon, nhưng mà tại không có cá lóc rồi cho nên em mua cá ba sa. Thật có em xào nãy giờ cũng được, giờ em cho nấm rơm vô em xào chung luôn. Xào chút xíu cái mình cho qua bên cái nồi nước súp á cho nó thơm. Giờ em bỏ rau thơm vô rồi đó, giờ em trộn lên cho nó đều rau ghém. Dạ, nồi cái thau rau ghém này ấm im quá, ăn với bún nước lèo này là thịt quay nữa chứ. Đó, thật thôi. Cá nãy giờ em cho vô cũng chín, giờ em vớt ra để nguội đặng chút mình rỉa thịt cá ra. Cho vô cái này đi nó rộng dễ làm. Hồi nãy vườn út cũng có đâm cái nghĩa bún cho em rồi, bây giờ em cho vô luôn. Có nghĩa bún vô nó thơm. Cái ba gọi nè với cái nấm hồi nãy em cũng có xào, bây giờ em cho vô luôn. Em cho xong rồi, giờ em cho cái mắm nãy em có dạo em lượt rồi em cho vô luôn. Em cho mắm vô xong rồi em cho thêm chút nước lọc vô nữa cho nước súp nhiều nhiều á, tại mình ăn bún nước lèo nước súp nhiều cũng ngon. Cái huyết hồi nãy mình cũng có xác xong rồi, vậy em cho vô luôn. Cái nước súp hồi sớm giờ á em nấu nó thì cũng được, bây giờ em rỉa cá ra luôn để dọn ăn cả nhà. Cá này thấy vậy thịt dễ cắt luôn thôi. Cá em cũng vẽ ra xong, giờ em cho vô luôn, cho vô cho nó ngọt nước. Giờ cho em đảo lên cho nó đều, cái này em còn nêm nếm cái nữa là xong rồi. Dụng út sắc chanh giùm con đâm muối ớt út ơi. Ừ, đâm muối ớt nè, mình ăn bún lèo, bún lèo mà đâm muối ớt trái chín nè. Ăn bún bèo này đâm muối cục ăn nó mới ngon ha Dung Út. Ok, con đâm hai trái luôn à. Đâm vô đâm đi thoải mái. Dung Út ăn cay được không? Chơi ăn cay được không? Cái bóc hàng tính sao đi. Tính sao sao Dung Út chưa đâm thoải mái không? Cái này Dung Út chưa con đâm mà nha, theo ý của mày đi không? Ăn tao ăn cái gì vậy? Không, tại nói chứ Dung cháu ông ăn cay không được thì cũng phải làm bún dừa chứ đâu có làm cay gì. Đâm cứ đâm đâm lại đấy, có gì đâu. Đâm đâm cũng phải đâm gì rồi mình ăn chung mà. Chứ cay quá cũng đâu có được. Mình đâm muối, mình đâm muối ớt, mình đâm ớt chín nè. Nó ra màu đỏ. Đâm đâm ớt đem đây là nêm nếm cho nó là giòn ăn được đó. Rồi, ok. Chứ tí giờ cũng thơm dữ lắm rồi. Chịu hết nổi rồi.
sắc chanh đó mình mặn vô trong bún nước lèo cho nó ăn cho nó có mùi thơm thơm. Này cho nó ăn bún nước lèo mà không có muối ớt với lại chanh là nó ăn là nó không đúng 21. Đúng rồi. Nó thiếu cái gì đó hả? Thiếu à. Đây rồi em cũng cho gia vị vô luôn. Đây em cho một muỗng hạt nêm với lại một giá đường phèn. Cho vô hết luôn. Tại vì em nêm đường phèn á ăn cho nó ngọt thanh chứ còn đường cát thì nó không bằng. Giờ em cho vô rồi giờ em đảo lên cho nó tan gia vị cái mình dọn ăn là vừa. Mình múc muối ớt luôn. Cái này lát bào miếng ớt nữa. Đúng rồi, đúng rồi, ớt thanh á. Rồi ớt thanh thanh mình bào ra miếng cái ai có ăn thì ăn. Đây em sắp cắt thịt heo quay ra luôn. Cái da sáng giờ vậy mà còn còn khấu. Ăn bún nước lèo thì không thể thiếu heo quay được. Giờ em bóc bún vui vẻ cả nhà. Rồi chuẩn bị mình ngồi ăn luôn. Nó im quá, ngon. Múc mấy bút con ăn bún con bào ớt nha. Ừ. Ớt phanh đây. Nói gì vụ ớt ớt bào phanh phanh này cũng không phải. Nó chơi mình ăn bún nước lèo này mình ăn bình bào ớt mà mỏng nè, ăn nó mới ngon nè. Giờ múc nước lèo ra dọn bún ăn luôn cả nhà. Đây anh bực bội. Dạ. Bởi việc gì khó có anh Năm. Quá trời thôn rồi. Cái dụng út dễ dẫn lại không đứng đây. Đúng rồi, đau bụng quá rồi. Coi 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 cá ở dưới móc 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 lên. Nó lặn dưới nhập dưới. Ý là anh nói cái này đâu phải không? Đó, 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 nó đó. Quá đã. Thơm không? Thơm. Quá đã. Giờ này mà hử mùi mắm này mà cái bụng nghe ót 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 vậy. Đây. Tới ngày, có ăn rồi dùng bút quay. Giờ bún nước lèo sớm giờ á em nấu cũng xong rồi, giờ em mời cả nhà dùng bún nước lèo với mấy anh em của em. Mời Dũng Út, mời anh Sơn, mời anh Sơn dùng bún. Mời cả nhà dùng bún. Em mời cả nhà dùng bún. Dạ em mời cả nhà dùng bún nha. Giờ mời nấu Dũng Út nha, với anh Sơn với anh Thiện nha. Dạ. Cái tô này chắc để cái chắc để 2 kg bún. Chàng sẵn gấp dùm cho anh luôn nè, đủ mới mà. À, cảm ơn nè. Thêm dắt nữa đi nha. Rồi, cảm ơn thầy nha. Giá nè anh. Chạm trước đi. Xoay ngã xa, chạm trước đi. Làm như hết ga hay gì, dùng ốc lấy chai ga, ga cũ phải không? Thôi để đi, để con ngồi ngoài con dễ nè, con đi lấy cái ga mới cho. Rồi. Anh Sơn
quá trời nổi cuốn lèo. Nó đã. Nó nhiều vậy ăn cho nó ngon anh ơi. Nó cho múc trên thôi, đừng có múc dưới, dưới nó có nó có cá thiếu á. Cá không? Nó lạnh dưới, nó lạnh dưới. Cho nó vô luôn. Để đem múc nước súp thêm. Mà phải có chanh nó mới ngon vậy. Mình có chanh đỡ cần nó mới ngon chứ. Cộng đều lên này. Không đã nè. Cộng đều quá, quá hớp rồi bự rồi. Còn thiếu món anh Năm ơi. Còn thiếu món. Thấy rồi. Theo quay. Thấy rồi. Để tự. Món thì có heo quay mới ngon ha. Cái tô bự quá em cầm lên không nổi. Làm miếng cục heo quay cái này. Đây. Làm miếng heo quay à. Cái dạng này còn khấu luôn nữa. Quá lạ hả? Nước ớt luôn. Có ăn ha? Ta bây giờ có ăn. Nóng. Có quán heo quay này chứ còn gặp cái gì nó có mà thật cảm ơn nhìn chung cái miếng cái nấm mà nó ngẫu bốc bốc lên nữa ngọt hay à ngọt giờ heo ngon quá ha giòn giòn cũng à. Mắm ngon rồi anh chú. Ngon. Ngon. Đặc sản của chị Vinh mình á, cũng mắm á. Mày làm cỡ 2 tô dừa hả vậy? Làm cỡ 2 tô dừa. Chắc cũng cỡ đó. Ngon quá. Có cá vô ngọt hả vậy? Đúng rồi. Nhìn hồng mắm nó sôi lên nhìn hấp dẫn nó vô. Bún lại ăn cẩm tô lắm. Cẩm tô ngon. Dạ. Vô con mắm ngon quá rồi. Quên bây giờ ăn quên tắt gan làm miếng huyết.
có trứng, cá cha lại có trứng rồi cả nhà. Có miếng trứng này em thẳng đó em rớt luôn. Để vô ăn ăn thì ai? Dạ. Yeah. Rau thêm này có rau nhiều ăn mới ngon. Con cũng cho dắt nữa. Để máy ăn hả? Dạ dạ. Quả hấp trong này hả chú? Quả hấp trong này. Đây, nó sao có chanh hả chú? Nóng quá. Nóng. Quá nóng. Dạ có nè. Quá ẩu. Dạ được anh. Đây múc cho nè. Dạ. Sớm thì thấy quay phim nhiều cực. Ở chợ qua lại. Bữa nay anh em mình ngồi làm hai tô đi. Hai tô mới vừa chứ đang thèm hôm nay. Tại biết sao ở tay bị dẫn ngứa nè. Cũng còn ngứa nhưng mà kệ gánh. Chẳng hết nổi rồi. Cho anh miếng chanh này. Dạ rồi anh cảm ơn anh xin. Đây chanh này. Chanh đó cũng ngon. Dỗ ăn hay qua vô chứ có à, à, để ổng quá để hay qua nha để ổng bắt đây coi nè sức hồi ăn làm mới có tô thứ hai mà nó đổ một hồi à khó một đẹp tô này bự quá nó hơi nặng cầm lên nó không nổi cả nhà quá nó biết sao năm cái kiểu á rồi nước cái sôi á cho vô cái nó nóng đó. Nóng mình cầm hơi khó cầm thôi. Thì miếng ớt, miếng chanh, miếng ớt vô. Mời cả nhà ăn bún nước lèo với em. Trước tiên phải kèm miếng heo quay trước. Mà hôm nay á mẹ em cũng đi vô chị ba chơi cái nhà rồi cho nên không có nhà mẹ không có vô ăn chung với mấy dưỡng cháu được tới chiều nay em mới chạy chổng em đi rước mẹ em về mẹ chơi cũng 2-3 ngày cũng 3 ngày hả mẹ dạ 3 ngày mẹ em kêu rước hôm nay mà tại em lu bu rồi em không có đi rước hết á. Hoàng chắc đi vô trọng chắc mấy bà chị chắc không cho về đó. Cho về đâu. Bảo đảm thiệt á. Lâu lâu vô một lần. Lâu vô mà. Mẹ em thấy vậy chứ ít có đi đâu. Vô chị ba chơi vài bữa là đầu về. Không quen. Về rồi chị ba không không cho về rồi lấy gì về. Bởi điện em chạy ướp. Thôi quá lưu 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 tắt luôn rồi chứ lại hơi phát xuống nóng quá nóng quá vừa thổi vừa ăn luôn cái nước lèo này ăn thì nó nên vừa ăn thôi ngon quá cái này tại người nóng mắm nhiều quá cho nên em cũng không có nêm muối nêm đường phèn với dặn chút xíu hạt nêm vừa ăn luôn á, ăn rất là ngon, hấp nước luôn ngon rồi, sớm nhận con hấp nước rồi. Cúp lại đi. Này con nên rất quý cho việc này. Cảm ơn không? Dạ. Cái gì đâu? Đây, à, con ăn biết luôn. Mình nấu cho đủ cái loại mắm á, nó thơm ngon chứ. Dạ rồi, cảm ơn anh xin. Thêm nước ha. Dạ. Ít quá. Dạ được anh ơi. Nóng quá. Cho cháu xin. Dạ được. Dạ, được. Cảm ơn. 2 miếng ướt nữa. Cái này là cái tình cái nghĩa ha. Thêm miếng tình mới nghĩa đó. Phải thêm một miếng dao nữa ăn cho nó ngon. Mà. Nóng lắm. Nóng này mình nhờ dao. Dạ. Thêm dao cho ăn nó ngon. Này nó cũng là nóng quá phải lấy cái miếng giấy hỗ trợ.
mới cầm mới tô lên được cái hơi nóng cầm được. Muối nó nóng đâu không phải à, tại vì nó thấm vô trong cái ở trong ruột á, rồi cho nên nó mình cắn ẩu cái lại xịt cái lại tổng tổng thôi. Quay nền sưng quay này giòn ngon quá, nóng ngộ anh sưng không ăn thì nó đói, ăn vô thì no quá giờ sao anh sưng? No quá thì dân cái giọng nằm tự nhiên mới có làm mới có tô mấy tự nhiên nó đầu nó no ngang à, sớm mình nói nó hai tô mà nếu mà nó no ngang thì anh ăn thêm nửa tô nữa là nó no đầy luôn á, đầy luôn hết nổi rồi, nó no ngang rồi tới nó no dọc rồi xong rồi anh nằm rồi ngủ luôn chẳng chỉ có cái giọng cả, nó cho lâu lâu mình ăn lại cái nó ngon thiệt á, nó ăn được nhiều. Cảm ơn ông dạ. Này có cái hơi mắm cái có gùi ha. Thích. Cho ba cái thơm cái quá. Ba mắm này nó thơm, nó phải thơm. Lại nó phải lại. Ở đây mình ở đây không nổi, mình nếu mình ai nhà nào mà thử mà nấu bún lèo lên nãy mắm rồi. Không có giấu mình được anh Sơn, không giấu được đâu, mình đi ngang là nó lên cái mùi là thơm liền mà mình nghe là muốn ăn liền ha, mùi mắm nó vậy đó, nó thứ nhất là mùi mắm, thứ hai mùi chiên chiên nướng rồi đó, bởi vì cái đó mà nếu mà ăn lén cũng không có được đâu. Tới đầu nó phê tới đó vậy. Này hồi sáng là anh đi chợ em quên mua ba gọi này với nấm rơm rồi. Quyết nữa. Anh phải chạy đi mua thêm một bận nữa đó. Đây chợ ông xa anh này. Dạ đây ngoài chắc cũng tầm khoảng cỡ chừng 6 cây anh. 6 cây. Dạ. Đi mua riết rồi đứng vòng mà không nhớ mua, mà không nhớ mua cái gì mà cứ quên hoài đứng vòng. Chị hỏi bữa nay làm cái gì, nó dạ em nấu bún nước lèo. Nhưng hỏi có xả chưa, nó dạ có. Chưa nó có cái gì cũng có vòng luôn, hồi cứ quên. Chắc gì đi chợ cái gì. Có cô nào chưa? Chưa. Thấy ý cô nào ngoài cái làm bộ đi ra ngoài cái chạy đi, bắt đầu làm bộ lâu quên chạy đi cái nữa. Hay không? Bà coi. Trả lời. Khó lắm à. Có à? Dám lắm à. Dám à. Mình tao không có tin tưởng nó nổi. Ở nhà có một cô kiếm thêm một cô rất chết quá ha anh Sinh. Không nổi là nuôn nổi. Dạ, một cô một về được rồi. Tính ra cái bún nước lèo này mình nấu nhiều gia vị nó chút vậy mà nhiều quá anh hả? Dạ. Anh ăn bây giờ anh biết thơm cái mùi gì không? Thơm mùi củ riền đúng không? Củ gì của chén bún đúng rồi, chén bún. Có cái dù bún nước lèo đáng lắm đó, bún nước lèo có cái đó có cái hậu thơm không? Thơm mừng. Em tính ăn thêm một tô nữa cho nó đã. Ô, có đã mà không nổi là làm hết tô rưỡi nè, chắc giờ trên tô rưỡi rồi quá hấp to mất nước cục rồi đó, nãy giờ con hấp nước quá trời nhiều quá. Nước ngon lắm nè, nãy xưng múc vô ngút nước nóc luôn, múc thêm nữa nè. Bây giờ xin lỗi em chiến đấu hết nổi rồi. Buông tay đầu hàng buông tay đầu hàng để
Để chiều chiều cái mình đói mình ăn tiếp. Chứ giờ này chiến đấu một phát một không nổi đâu. Công nhận trời này 37, 38 độ, chuyện gì nổi. Quá trời. Hôm qua là 39 độ luôn. Ở đây, ở mình đây. Nắng, nắng, nắng ghê rồi. Ý là em ở đây nhà lá nè, mà nằm vẫn đổ mồ hôi. Nóng, nóng kỳ cục. Trời, mồ hôi ướt áo luôn. Nóng khi, hát vô nhà. Nhầm khi đang đi làm hầu phải không? Trời nắng quá, muốn đi vô uống nước phải không? Cái tầm như khùng. Đi tới luôn kiếm phích nút chứ không thấy. Tôi đang làm á. Phích nút nằm nằm tới đó. Nắng đổ lửa. Làm như là mình làm như là nắng quá đậm làm như mình bị sản vậy á. Dạ. Sai nắng đổ lửa. Đi tới luôn hỏi ông nhà hỏi mày đâu vậy? Lấy nước uống uống cỡ bên mày đi đâu đó. Nó bị sai nắng á. Đậm mà nắng này nắng dữ kìa. Sai nắng sáng sáng mặt mày á. Này ăn đã thèm luôn chứ. Ngon thiệt á, chiến đấu hết nổi rồi. Thơm ngon đến giọt cuối cùng. Đừng uống bằng tô nữa nha. Không, không, được rồi, được rồi. Cảm ơn. Thường đừng uống bằng tô. Cảm ơn nhiều không? Cấp cho Nguyên rồi. Dạ thôi, con gán nè, cho hết nước mà. Nói cho đường uống cũng làm được mà. Chứ mấy đứa ưa giỡn với Út quá. Ưa Út với chứ, giỡn với Út chứ. Thì thôi một lần nữa em cũng xin cảm ơn quý bà cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian ra xem clip để ủng hộ cho gia đình em. Giờ mấy dụng cháo ăn bún cũng xong nữa nha. Giờ xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Bye bye. Bye bye.